Hello hello các bác, để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào đến từ ProSa Việt Nam, các bác có thể bấm vào đăng ký và ngay sau đó các bác có thể bấm vào quả chuông chọn tất cả để nhận được những thông báo về video mới nhất nha. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube ProSa Việt Nam. Mình là Hương Quỳnh đây. Video ngày hôm nay sẽ thay cho một thông báo, một lời mời chính thức gửi đến tất cả các khán giả, các quý khách hàng của ProSa về một sự kiện âm thanh mà ProSa sẽ tham gia tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 11 năm 2022 này. Như các bạn đã biết, sau khi tình hình dịch bệnh cũng như các khủng hoảng dần dần được ổn định, trên thế giới đã tổ chức rất nhiều các triển lãm âm thanh với quy mô lớn như Nam Show, Plaza Show. Đây là một sân chơi cực kỳ tuyệt vời dành cho các thương hiệu âm thanh để họ có thể giới thiệu và mang đến những sản phẩm mới nhất, những công nghệ mới nhất của mình. Và sau khi mà mình xem được những thông tin cũng như là xem được những cái chương trình đó thì mình rất mong muốn tại Việt Nam trong năm nay cũng sẽ có một sân chơi như vậy. Và đó cũng chính là lý do Black Show 2022 đã quay trở lại. Black Show được tổ chức lần cuối cùng vào năm 2019. Và đến với Black Show 2022 này sẽ có sự góp mặt của các đơn vị phân phối âm thanh nổi tiếng tại Việt Nam như Hoàng Bảo Khoa, PGA, Yamaha, Smaka, Vika, Philcoustic hay là PSD vân vân, rất là nhiều các thương hiệu khác nữa. Đây đều là những cái tên, những đơn vị đã đóng góp rất là nhiều cho sự thành công của nền âm thanh tại Việt Nam. Vậy thì đến với gian hàng ProSa Việt Nam tại Black Show 2022, các bạn sẽ được trải nghiệm những thương hiệu âm thanh nào? Bí mật sẽ được bật mí ngay bây giờ. Thương hiệu đầu tiên sẽ xuất hiện tại gian hàng ProSa Việt Nam chính là Dinby Audio Technic. Đây là một thương hiệu âm thanh đến từ đất nước Đức, nổi tiếng với câu slogan cực kỳ đắt giá: More art, less noise. Nghệ thuật hơn và ít tiếng ồn hơn. Đó cũng chính là thành công lớn nhất của thương hiệu Dinby Audio Technic. Và trong năm vừa qua, Dinby là một cái tên không thể nào vắng mặt được trong các chương trình đại nhạc hội, các lễ hội EDM được tổ chức xuyên suốt ở các thành phố lớn tại Việt Nam. Và tại triển lãm Black Show 2022 lần này, ProSa sẽ mang đến cho quý vị hai dòng series E và series S của thương hiệu D&B với các kích thước từ 8 inch, 10 inch, 12 inch, subwoofer 15 inch, 18 inch và các amplifier D&B tích hợp. Các dòng sản phẩm này đều có thể ứng dụng một cách cực kỳ linh hoạt trong các cấu hình từ home cho đến những cấu hình lớn hơn, cấu hình chuyên nghiệp hơn, Pro Audio. Thương hiệu thứ hai sẽ xuất hiện tại gian hàng ProSa Việt Nam chính là Arden System Engineering, một đại diện đến từ Âu Mỹ. Và lần này chúng ta sẽ có sự góp mặt của hai dòng sản phẩm POI và PC Series. POI và PC Series sở hữu kích thước driver cực kỳ đa dạng từ 5 inch cho đến 15 inch, được kết cấu từ những nguyên vật liệu bậc nhất trong ngành công nghiệp audio. Các sản phẩm này đều có thể ứng dụng một cách cực kỳ linh hoạt trong môi trường từ indoor cho đến outdoor. Và trong thời gian gần đây, những sản phẩm thuộc series POI cũng như series PC đã nhận được rất là nhiều sự tin tưởng cũng như là lựa chọn lắp đặt trong các không gian quán bar tại thành phố Hồ Chí Minh. Chất âm của những dòng POI Shot đến từ Adamson và D&B Audio Technic thường được người ta ví như những con monster mini trong làng âm thanh hiện nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với đại diện thứ ba tại Black Show 2022 nha. Một trong những thương hiệu âm thanh được ưa chuộng bậc nhất và thuộc top bestseller tại ProSa Việt Nam trong những năm gần đây, không ai khác đó chính là Nestle Audio, những nàng thơ đến từ xứ Pháp. Và nếu như bạn là một trong những khán giả yêu mến ProSa Việt Nam thì chắc hẳn bạn cũng đã chứng kiến được sự thành công của những dòng POI Shot thuộc Nestle Audio từ BS Series huyền thoại cho đến EBS Series mới nhất hiện nay. Với chất âm mềm mại, tinh tế, sự tái tạo sắc nét trong từng âm tiếng, Nestle, BS Series và EBS Series hiển nhiên luôn nhận được những lời đánh giá tốt nhất và sự yêu mến nhất của khách hàng khi đến với ProSa Việt Nam. Và mặc dù PS Series đã được xếp vào hàng Legacy và sẽ ngưng sản xuất trong thời gian sắp tới, nhưng tại triển lãm Black Show 2022 này, các bạn vẫn còn có cơ hội trải nghiệm và sở hữu cho mình một trong những chiếc loa cuối cùng thuộc PS Series tại Việt Nam. Và ngoài hai series này ra, Nestle Audio sẽ tiếp tục mang đến một đại diện nữa, đó chính là ID Series với hai sản phẩm ID14 và ID24. Và lần này, ID Series sẽ xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Và để biết được điều đặc biệt đó là gì, các bạn hãy nhớ ghé thăm gian hàng của ProSa Việt Nam vào ngày 3, ngày 4, ngày 5 tháng 11 năm 2022 tại sân vận động quân khu 7 nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với đại diện thứ tư thôi nào. Và đại diện thứ tư này sẽ đến từ đất nước Tây Ban Nha, đó chính là Amate Audio Nitis Series. Và Nitis là một series sở hữu thư viện sản phẩm cực kỳ phong phú, đa dạng từ ngoại hình nè,
kích thước cho đến mức công suất để các bạn có thể ứng dụng được trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau với các driver từ 6 inch cho đến 12 inch hay các dòng loa column như N36, N46. Và Nitis Series luôn làm cho người tiêu dùng cảm thấy hài lòng bởi vẻ bên ngoài mảnh mai, thiết kế hiện đại và các công nghệ hiện đại nhất cũng được tích hợp cho những sản phẩm của họ. Và tương ứng với vẻ bề ngoài mảnh mai này là một chiếc âm thanh thoát mềm mại cực kỳ. Và đặc biệt, điều quan trọng nhất đó chính là giá thành của những sản phẩm thuộc Nitis Series luôn làm cho người khác cảm thấy hài lòng. Với một mức giá hợp lý là bạn đã có thể sở hữu được một chiếc loa được nhập khẩu chính hãng từ Tây Ban Nha rồi. Đến với triển lãm Black Show 2022, ProSound Việt Nam mang đến 5 đại diện âm thanh khác nhau. Và đại diện thứ 5 chính là Focusstick Pro Audio Germany. Focusstick đã có khoảng thời gian 7 năm hoạt động tại thị trường âm thanh Việt Nam và được người tiêu dùng đánh giá là có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, khỏe khoắn cùng với chất âm cực kỳ nội lực từ sâu bên trong. Và Focusstick cũng là một trong những thương hiệu âm thanh sở hữu kho tàng sản phẩm cực kỳ phong phú với nhiều series loa khác nhau với các kích thước từ 10 inch, 12 inch cho đến 15 inch, ứng dụng tùy vào diện tích của không gian. Và một điều đặc biệt hơn nữa là gì? Focusstick là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho những không gian karaoke thương mại bởi vì sự nội lực vốn có của nó và độ bền bỉ vượt thời gian của thương hiệu Focusstick là điều không thể nào bàn cãi nữa. Và ngoài ra, Focusstick cũng phát triển về mảng Pro Audio với những dòng sản phẩm Laray cùng với Subwoofer Dual hay là Subwoofer Triplet cùng những dòng amplifier tích hợp khác. Và những dòng sản phẩm thuộc Pro Audio của Focusstick luôn luôn có những thông số kỹ thuật, những con số cực kỳ ấn tượng. Và ngoài 5 đại diện âm thanh vừa kể trên, tại gian hàng ProSound Việt Nam Black Show 2022 còn có sự xuất hiện của các thiết bị đến từ những thương hiệu như Lab Ribbon, Palenhit, Sennheiser, Biovi, Vinyl và Hau. Đây đều là những cái tên hết sức quen thuộc với các khán giả của ProSound rồi, có đúng không ạ? Và quan trọng hơn hết, đặc biệt nhất trong video ngày hôm nay, Hương Quỳnh muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Nhân dịp diễn ra sự kiện triển lãm âm thanh Black Show 2022 tại sân vận động Quân khu 7, các bạn sẽ có cơ hội sở hữu tất cả những sản phẩm âm thanh do ProSound nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam với một mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, từ 10 cho đến 20% cho tất cả các sản phẩm. Và chương trình sẽ được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 10 tháng 11 và chỉ áp dụng cho khách hàng khu vực phía Nam hoặc những khách hàng tham gia vào triển lãm Black Show 2022. Và ngoài những cơ hội được sở hữu các sản phẩm âm thanh với mức giá khuyến mãi đặc biệt như vậy, khi đến với triển lãm âm thanh Black Show 2022 tại sân vận động Quân khu 7, các bạn còn có cơ hội sở hữu được những phần quà cực kỳ giá trị tại gian hàng ProSound Việt Nam. Chính vì vậy, các bạn hãy nhớ đến tham dự triển lãm Black Show vào ngày 3, ngày 4, ngày 5 tháng 11 năm 2022 tại sân vận động Quân khu 7 cùng ProSound nha. Và video thay cho lời thông báo và lời mời chính thức đến đây xin được phép kết thúc. Hương Quỳnh xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi đến cuối video ngày hôm nay. Và đừng quên, chúng ta có hẹn với nhau vào ngày 3, ngày 4, ngày 5 tháng 11 năm 2022 tại triển lãm Black Show được tổ chức tại sân vận động Quân khu 7 nha.